Oppo Smartphone, hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Trời, hôm nay sẽ hát bài gì? Dạ, cô muốn con hát bài gì con hát bài đó. Nhưng cho con chọn nha. Ôi. Gặp đúng tủ rồi. Một đôi con gái trên vai lưng cùng thôi xuôi ngần, đội mưa ôm nắng thơm coi nơi hè phố. Cô cũng rất là thích cái sự tự tin của con. Và giọng hát này thì cô cần phải kiểm chứng. Sao cô? Mong là một chút nữa thì cô sẽ tìm được sự lựa chọn của mình. Trèo lên qua ní dốc, ngồi gốc, ôi ở cây đa sông tôi lý, ôi ở cây đa sông tôi lấy, ôi ở cây đa. Hôm nay mặc bộ quần áo rất là xinh. Cảm ơn cô. Ba sáu phố phường ngắm cửa cổ kính, về đứng quan họ hát mừng mẹ hồi ly. Dân xa mẹ hiền, bây giờ có phải mồ côi. Cô vẫn đang đi tìm một cái giọng hát mà nó sẽ có vẻ khác hơn nữa. Chị em ta, cô gái thành đô đem lứa tuổi xuân, cùng hiến dâng quyết giải phóng quê mình. Chị em ơi, niềm tin thăng lời thôi thúc ta lên đường, kìa quá tiếng đang chờ ta. Thôi chị không muốn nghe hết bài. Em có thể hát được nhạc dân ca sôi động không? Chị không cần. Chúc mừng em. Hát quá là hay luôn, trời ơi. Hoàng nghĩ chắc chắn điểm đáng yêu của các em sẽ là điểm hấp dẫn của chương trình năm nay. It's going down, basement, Friday the 13th, guess who's playing Jason? Tuck yourself in, you better hold on to your teddy. It's Nightmare on Elm Street, and guess who's playing Freddy? Bây giờ nếu mà chỉ chọn một bạn thôi thì sao? Yêu thôi. Ôi trời ơi, ước gì mình cũng được như cô ấy. Chắc chắn là ai mà nhìn con biểu diễn thì không thể nào mà rời mắt được đâu. Nó kiểu là nó hấp dẫn cực ấy. Xinh quá. Con rất là xinh đẹp, rất là đáng yêu. Nụ cười con rất là cuốn hút. Có sao không? Wow. Đã rất là khó khăn mới có thể lựa chọn ra được những thành viên trong đội như bây giờ. Nên là mong là mọi người sẽ tận dụng cái cơ hội đó để có thể làm sao có những phần trình diễn thật tốt nhất. Oppo Mirror 5, thiết kế độc đáo đa sắc diện, bản lĩnh lấp lánh tựa kim cương. Oppo. Hả? Cái gì kêu vậy? Hả? Điện thoại ông bơ của tôi đó. Dùng để làm gì? Đây là điện thoại ông bơ thần kỳ, dùng để nói chuyện với các bạn nhỏ của chương trình. Điều chúng mình chưa biết đó. Là sao? Tức là từ bây giờ, mỗi tập phim tụi mình sẽ được trò chuyện trực tiếp với các bạn khán giả của chương trình đó. Wow. Các em bé có tài năng đặc biệt thì các em ấy rất là đáng yêu.
đội trưởng của mình đã đủ để chiến thắng chương trình chứ ạ. Oppo Smartphone hân hạnh đồng hành cùng chương trình.